Thi Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì vi giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Đặng Đông đã mở rung và cho đạo tràng được thính pháp. Nam Mô Bích Tha Giác. Và bây giờ cũng vừa đúng lúc để đạo tràng chúng ta thỉnh Pháp Sư trước khi Ngài Triệu Siêu giảng giải bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Bích Tha Giác. Nam Mô Tham Ma Giác. Nam Mô Sang Kha Giác. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp trổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con thỉnh Ngài lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Và dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã cho bài học. Bài học hôm nay, kinh Tiểu Bộ Khuất Tha Cá Nika Giá Ichibut Tha Cá chương 3, ba pháp phẩm 1, bài 50. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các chị kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Này các chị kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây thì được nói đến. Tham si làm hại người có tâm ác độc, họ tự mình hiện hữu như giả từ lõi vỏ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và dạ, bản kinh kinh đến đây đã chấm hết. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tự Siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày nay. Chư Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an biến hóa. Cho con kính dâng mít đến Ngài. Dạ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Lễ Tiếng Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng quý tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã vắng mặt một kỳ thứ bảy tuần rồi.
lý do bị bệnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt lại. Và hôm nay chúng ta học về, học đến cái chương ba pháp. Và một điều mà chúng tôi muốn nói ở đây để cho các Phật tử chúng ta hiểu, vì cái tập kinh Itiputaka như thị thuyết là do vị nữ đệ tử của Đức Phật đã chứng sơ quả, tức là nàng Khututara, đi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi về thuật lại cho Hoàng hậu Samavati và 500 cung tần nghe. Vì thế khi mà nàng Khututara nghe được những được bài pháp nào thì thuộc lại bài pháp đó. Cho nên ở pháp một chi, pháp hai chi, chúng ta thấy cái số lượng bài kinh cũng ít thôi chứ không có nhiều. Và cái chương ba pháp của người, chương bốn pháp của người, thì thật thì ở trong các bài pháp mà Đức Phật đã thuyết cho chúng tỳ kheo, chúng tỳ đọc ở trong Anguttara Nikaya và Tăng Chi Bộ Kinh thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều chi pháp, từ một chi đến hai chi đến ba chi cũng nhiều nữa. Cái này chỉ nhắc lại để cho chúng ta lưu ý thôi, nó cũng không có vấn đề gì quan trọng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến bài kinh Mula Sutta. Bài kinh này thuật lại cái đề pháp mà Đức Phật này thuyết cho các tỳ kheo về ba căn bất thiện, Akusala Mulani. Khi mà chúng ta đứng đến căn bất thiện thì chúng ta đọc ở trong Kinh Pháp Cú, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp mình Đức Phật ngài dạy đến người thùng ác hay nói lời ác với cái tâm ý tội lỗi, thì ở đó chúng ta đã gặp trường hợp một cái khởi lên mà tương ứng với căn tham, căn sân, căn si, thì trong đó
là tâm bất thiện. Chữ căn chữ mù lát có nghĩa là cái gốc rễ, chữ mù lát có nghĩa là gốc rễ. Tham sân si là gốc rễ của các tội lỗi, các pháp bất thiện. Không thể có cái tâm bất thiện nào mà không có tham hoặc sân, nhất là tham si. Trong 12 tâm bất thiện đó có 8 tâm tương ứng với tham và si, căn tham và căn si. Có 2 tâm bất thiện tương ứng với căn sân và căn si. Còn 2 tâm bất thiện mà thuộc về tâm si và ghi và tâm si phóng dật thì mặc dù không có căn tham căn sân nhưng mà nó vẫn có căn si. Căn bất thiện này thì căn si nó là gốc bất thiện mạnh nhất và nguy hiểm nhất. Những vị tham tâm tham có căn tham đi cùng với si, hai trong sân thì có căn sân đi cùng với si. Hai tâm si thì chỉ có căn si. Si ở đây chữ mô hát được viết là vô avijja. Nghĩa về căn tham căn sân căn si thì chúng ta nói căn tham chính là tham tâm sở, và tâm sở tham nó có cái đặc tính là dính mắc đối tượng và nó lôi kéo tất cả các pháp đồng sanh đi chung với nó đều có cái sự dính mắc tham luyến và bám chặt cái đối tượng khả ái khỉ. Căn tham này có cái đặc tính như vậy và nó có hậu thuẫn là căn si, tức là cái sự
không hiểu biết, sự ngu dốt, sự mê loạn. Nên đã khiến cho tham sanh khởi và hoành hành. Ái sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc và ái cảnh pháp. Và chúng sinh khi mà trong bất thiện khởi lên, có tương ưng với tham và si, bị tham si chi phối, thì nó khởi lên cái cuồng vọng, cái tham vọng, cái sự ham muốn, cái sự khao khát để được hưởng thụ. Và vì cái pháp bất thiện tham sân tham si đó ở chi phối, cho nên chúng sanh để tạo nên những cái ác nghiệp và chính do những ác nghiệp đó mà sau này đem đến cái sự khổ đau. Đức Phật này kể lại trong thời quá khứ, tại một cái cửa ải có một cái vị, có một vị quan giữ ải là phường háo sắc. Cái phận sự của ông ta là canh giữ cửa ải để kiểm soát người qua lại nơi biên ải, đi qua đến xứ bên kia, đồng thời cái trách nhiệm của ông ta là giữ an toàn cho lữ khách khi mà qua ải, tránh không có bị nạn cướp giật. Thì một vị kia đó có cặp vợ chồng trẻ có việc phải đi ngang qua biên ải để qua xứ bên kia. Cô vợ của chàng thanh niên này là một thiếu nữ trẻ đẹp, duyên dáng. Lọt vào tầm của vị quan giữ ải, vị quan giữ ải đó rất tâm chiếm đoạt, nên viện lý do là hôm nay cũng đã quá muộn, nên mọi người hãy ở lại trong doanh trại của ông ta, rồi sáng ngày mai chúng ta sẽ đưa qua ải. Đêm hôm đó cái vị quan này sai người tâm phúc lấy một cái viên ngọc, lén bỏ vào
cái bao hành lý trên cổ xe ngựa của chồng trẻ. Đến sáng sớm lại thì nhà vua bị quan liền tri hô lên là đêm qua có trộm lẻn vào và đánh cắp tiền ngọc của chúng ta, nên bây giờ phải có phải cho lục soát hành lý xe cộ của những lữ khách. Thì khi mà lục soát đến xe của vợ chồng thanh niên trẻ thì lính phát hiện ra có cái viên ngọc mới đem trình lên coi cái bị quan đó liền gán cho chàng thanh niên này cái tội ăn trộm và đem xử tại chỗ. Và khi giết được người chồng rồi thì cái vị quan đó mới chiếm đoạt cái cô vợ trẻ. Chính do cái ác nghiệp này mà vị quan sau khi chết sanh xuống địa ngục nhiều đời nhiều kiếp, sanh trở lại làm người, bị quả dư xót, kiếp nào sinh ra cũng bị người ta vu khống và người ta giết chết. Vào thời Đức Phật, xuất hiện ở đời, lúc đó Ngài đang ngủ tại Chetavanasavati thuyết pháp cho dân chúng. Thì dân chúng thành Savatthi, trong đó có một anh chàng thị nam, anh ta rất là sùng mộ Phật pháp, tinh tấn. Vào những ngày cai giới Uvosattha thì chúng ta đi đến chùa khảo bát quan trai và ở suốt đêm trong chùa. Nghe pháp và hành thi. Sáng tờ mờ anh ta ra cái vườn hồ sen ở trước cửa chùa Chitavana để rửa mặt. Thì ngay trong lúc đó có một tên trộm ở trong thành Savatthi, sau khi lấy cắp tài sản của người dân thì bị phát hiện và người ta rượt đuổi để bắt. Tên trộm chạy ngang qua cái bờ hồ chùa Kỳ Viên, anh ta ném vội cái gói tang vật bên cạnh của anh chàng thị nam này và nó trốn mất. Khi dân chúng đuổi ra tới nơi đó thì vì tờ mờ sáng nên họ không thấy rõ, chỉ thấy một cái bóng đen và bên cạnh có gói tang vật. Dùng đuốc soi sáng thì người ta thấy trong cái gói tang vật đó có đầy đủ những cái tài sản vàng bạc mà người ta bị mất cắp. Thế là không nói không rằng người ta phỉ nộ quy cho anh ta là tên trộm, nên họ đã
sắm lại bắt lấy anh ta và đánh chết. Sáng sau các vị tỳ kheo ra khỏi chùa để đi phất thực thì thấy xác của anh Thị Nam nằm ở trên cái bờ hồ, thương tích mình vui. Các vị tỳ kheo biết anh Thị Nam này và vô cùng thương tiếc, mới trở vào báo tin cho Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng là cái chết của anh Cần Sự Nam nó không có tương xứng với cái nếp sống hiện diện trong hiện tại, nhưng mà nó tương xứng với ác nghiệp mà anh ta đã tạo, đã cho người ta một cái sự tăng tốc đau khổ trong quá khứ. Rồi Ngài kể lại câu chuyện đó. Cho nên thứ gì, một cái hành động, một vị sai khiến bởi cái tâm thiện, có si, có tham, là cái nhân tố tương ưng, gọi là hê tú sinh với ta. Thì như vậy nó sẽ khiến cho chúng sinh tạo ra nhiều tội lỗi, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Chính vì bài Đạt Đa cũng vậy. Khi mà xuất gia rồi lại có cái tham vọng muốn mọi người biết đến mình và cúng dường cho mình dồi dào, như là cúng dường cho Đức Phật và cúng dường cho các vị đại địa, đại thinh văn. Nên Đề Bà Đạt Đa đã thực hiện cái ý đồ tội lỗi. Chiếm niềm tin của Thái tử A Xà Thế, xúi vua A Xà Thế giết cha để xóa ngôi và làm hậu thuẫn cho mình. Rồi ông ta Đề Bà Đạt Đa vì cái tham vọng muốn trưởng quản giáo hội tăng già, muốn thay Đức Phật để ở cái địa vị đó, địa vị đạo sư, địa vị giáo chủ, mà Đề Bà Đạt Đa đã làm không biết bao nhiêu là tội lỗi. Những người ám sát Đức Phật, những người lưu đá để giết chết Đức Phật, nhưng chuyện bất thành, Đề Bà Đạt Đa đã mượn voi Đa La Gri của vua A Xà Thế chuốc rượu cho say, trở thành cái con voi điên để tấn công Đức Phật khi Ngài đang thất thực. Rồi sau cùng Đề Bà Đạt Đa thấy mọi chuyện không thành công, mới đi đến Đức Phật và đưa ra năm cái yêu sách. Đức Phật Ngài thấy một vị tỳ kheo, một phản đồ tội lỗi, Ngài không có chấp nhận những cái yêu sách phi lý đó, cho nên Ngài từ chối. Viện lý do này mà Đề Bà Đạt Đa đã chia để tăng, thì chúng ta đã phạm rất nhiều tội lỗi, làm thân Phật chảy máu, chia để tăng. Và suối Thái tử A Xà Thế giết cha, nên phải sanh xuống địa ngục A Tỳ
Cái đó là khổ lắm thưa quý vị. Tương sinh quý vị, tương sinh nó cũng không không phải là không nguy hiểm đâu. Một người khi mà có cái tâm sân, bị sân chi phối, nó có thể tạo những cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, không biết bao nhiêu sự kiện xảy ra mà trong kinh sách ghi lại. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến những vấn đề, những cái sự kiện mà trong kinh điển ghi lại, chứ chúng tôi không muốn nói đến cái chuyện đời thường. Hoàng tử Đức Thất của Mara vì muốn kỵ với Đức Phật Độc Giác, khi mà đoàn tùy tùng của hoàng tử đi ngang Đức Phật Độc Giác đã nghiêng mình cúi chặt ngài, dựng hoàng tử Đức Thất của Ma Rá đã đi đến giật lấy cái bình bát trên tay của Đức Phật Độc Giác và ném xuống đất, mễ bát đừng muốn tháo một thực ra, khiến cho hôm đó ngài phải nhịn đói mà trở về Hy Mã Lạp Sơn. Với cái tâm sân đó, hoàng tử Đức Thất của Ma Rá bị quả nghiệp trổ tức thì, về chưa đến được hoàng cung thì đã tự nhiên cảm thấy khô khát, liền bảo thị tùng đi tìm nước để uống giải khát. Nhưng mà ác nghiệp chi phối nặng đề cho nên không có ở đâu có lấy một giọt nước cho hoàng tử giải khát. Thế là hoàng tử nó phải chết với cái sự quằn quá khổ, cũng sanh xuất địa ngục A Tỳ thưa quý vị. Có nhiều trường hợp khác nữa mà chúng ta phải biết rằng người mà sống bằng cái tâm tham vì danh vì lợi mà họ có thể là cái ác nghiệp, người sống bằng cái tâm sân vì cái sự phẫn nộ lính ngãi mà họ mất đi cái lý trí, trong cái cơn tức giận họ đã tạo nhiều cái ác nghiệp. Và thân tham đang sân nó được cái canh si, tức là cái sự u mê không hiểu biết làm hậu thuẫn, cho nên nó sanh ra những cái chuyện liên tiếp. Người Phật tử ta nghe nói rằng là cái con virus corona nó hình thành ở tỉnh Hồ Nên cái thảm cảnh chết chóc cho toàn dân loại trên thế giới đã 2-3 năm rồi,
nó trở thành cái nỗi ám ảnh của cuộc đời. Nhưng thưa quý vị, nếu xét cho cùng thì cái virus corona nó cũng chưa có tàn khốc bằng cái virus tham sân si đâu. Chính vì tham sân si nó khiến cho chúng sinh hiện tại khổ, tương lai khổ, khổ cả hai đời. Và không phải chỉ khổ một kiếp này, không có cái đời sau khi tái sanh, xúc dụng sanh tử luân hồi. Chúng sinh khi mà tạo ác nghiệp bằng tham sân si, hiện tại đau khổ, khi họ nhìn thấy cái nghiệp bất thiện, nghiệp ác mà họ đã làm, cho nên họ bị ám ảnh, bị mặc cảm tội lỗi. Nhưng khi chết rồi và tái sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, thì họ chịu khổ không phải gấp trăm ngàn lần, mà gấp hàng triệu, hàng tỷ lần. Trong bài kinh Palapandita, Đức Phật Ngài có thuyết so sánh cái khổ mà sanh trên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la. Và khi mà đã tái sanh vào cảnh giới đó, thì họ khổ hơn cả cái khổ tâm hiện tại khi mà bị ám ảnh được cái điều ác. Trong tương lai họ sẽ khổ cả về mặt tâm lý và xác. Rồi chưa nữa, từ ở khổ cảnh họ được thoát sanh khỏi khổ cảnh và được sinh trở lại làm người, thì quả còn dư sót đó, thì họ sanh ở kiếp sống người, họ cũng đau khổ. Nó cũng giống như là trường hợp gọi là hậu Covid. Một người họ đã vượt qua được cái bệnh Covid để âm tính rồi đó, nhưng mà cái hậu Covid còn để lại cái di chứng, và cái di chứng đó sẽ làm cho người này đau khổ. Quý vị chắc có lẽ là biết điều đó, cũng y như vậy. Cái di chứng của tham sân si lĩnh lại sau khi đã khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và trở lại là người đó, thì Đức Phật đã thuyết trong bài kinh Palapandita, bài kinh Hiền Ngu. Chúng ta đã học qua rồi đó. Sinh trở lại là người, là người sống nhiều bất hạnh, xấu sắc, yếu thọ, bệnh hoạn, nghèo khổ, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta học bài mà nói về
ba căn bất thiện đó, thì chúng tôi đừng nghĩ rằng là ba căn bất thiện này mình đã biết rồi, mà sao ở trong bài kinh này Đức Phật này lại thuyết thêm chi nữa. Nhưng mà thưa quý vị, một lần chúng ta nghe một cái bài kinh này mà Đức Thế Tôn ngài nhắc lại thì chúng ta phải suy nghiệm nhiều hơn một chút, thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi này, ngoài cái sự đau khổ do có cái thân ngũ uẩn phải bị vô thường khổ vô ngã chi phối, rồi hiện tại mang cái thân này phải bị già, bị bệnh, bị chết, đó là cái khổ. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng ngoài hai cái chuyện khổ đó ra đó, cái khổ mà chúng ta bị cảm thọ quả báo do ác nghiệp mà được thực hành bởi tham sân si, thì nó làm cho chúng ta khổ dài dài thôi. Cho nên chi người Phật tử chúng ta khi hành động cái điều gì, nói cái lời gì, và chúng ta suy nghĩ cái điều gì, chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh lại cái hành động, lời nói và tư tưởng của mình, để biết xem cái hành động đó, lời nói đó, cái tư tưởng đó có phải là do căn bất thiện tham sân si tạo ra không? Nếu thấy mình hành động, nói và suy nghĩ bằng tham sân si thì mình cần phải biết rõ là cái hậu quả của tham sân si nó dẫn đến cái quả báo khổ như thế nào, rồi mình sám hối, nguyện chừa cải. Sám hối không có nghĩa là chúng ta hết cái lỗi lầm, hết cái tội ác, mà sám hối có nghĩa là chúng ta hứa hẹn trong tâm là không tái phạm những cái lỗi lầm, những cái tội ác đó. Cho nên cái hành động nào quý vị, khi mà sau khi chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ, chúng ta khỏi cần phải học hỏi người khác để người khác chứng minh rằng mình có phạm tội ác hay không tội ác, chúng ta khỏi cần phải hỏi, tự mình xét xem cái hành động đó, cái lời nói đó, cái tư tưởng đó bị tham chi phối hay là bị sân chi phối, hay bị tham sân si chi phối. Ở tự khắc chúng ta sẽ biết được mình khỏi phải biện bạch phân bua với người khác. Một hành động mà được gọi là không tốt, cái hành động đó khi làm xong phải ân hận ra dứt, rồi quả gì thuộc đời sau đứng cai khổ ải, chỉ vậy thôi thưa quý vị. Cho nên hiện tại thì người Phật tử chúng ta nên tránh ngăn ngừa những cái dịch bệnh
thì chúng ta phòng ngừa, tránh đừng bị tiêm nhiễm. Nhưng mà dù cho có tiêm nhiễm đi nữa thì chúng ta cứ nghĩ rằng có thân đây phải bị bệnh tật là như vậy. Cái chuyện đó nó không có đáng lo gì. Với hơn nữa, dầu cho nó hoành hành cho đến chết thì chúng ta cũng chỉ chết một kiếp sống này thôi, do dịch bệnh. Nhưng mà cái dịch bệnh tham sân si, một khi mà nó đã tiêm nhiễm, nó đã xúi quẩy cho hành động nói hay làm, thì cái hậu quả nó sẽ đeo đẳng suốt kiếp luân hồi, phải chịu nhiều cái sự khổ đau. Cho nên cái nguồn gốc tham sân si, chúng ta tu cả đời này chúng ta chưa có đoạn trừ được nữa, nếu như chúng ta không có sự tinh tấn nỗ lực và chúng ta không có duyên lành để chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Thì cái cách mà chúng ta tu tập cho thưa quý vị, tham sân si nó là một cái thứ bụi mà trong lời dạy của Đức Phật cho tôn giả Chulapantaka, ngài đã dạy điều này. Tôn giả Chulapantaka vì do cái quả nghiệp ở trong quá khứ nên vị này tố giả học một điều gì không nhớ được, học trước quên sau, cho nên đồng xuất gia với người anh là ngài Mahapataka. Nhưng mà người anh thì chứng là A-la-hán quả, còn Chulapantaka là người em thì xuất gia thành vị tỳ kheo rồi mà không học nhớ lấy được một cái bài kệ thì làm sao mà biết pháp để mà tu tập được, làm sao nhớ pháp để tu tập được. Cho đến một ngày kia thì ngài Mahapataka vị sư huynh mới đuổi tụi em kêu quần tộc trở về làm người cư sĩ. Thì Chulapantaka trong thâm tâm vẫn thiết tha muốn tu, muốn xuất gia nữa, không muốn ngồi tục. Nhưng vì Điện Vinh Trưởng đã nói như vậy thì đành phải về. Sáng hôm đó Chulapantaka từ trong chùa ra tới ngoài cổng thì Đức Thế Tôn ngài đã đi kinh hành ở phía trước cổng chùa Chetavana, ngài chờ đó. Ngài mới hỏi Chulapantaka đi đâu giờ này, thì Chulapantaka mới trình bày Đức Phật. Đức Phật ngài đưa cho một chiếc khăn do thần thông của ngài, chiếc khăn trắng tinh, và bảo vị này hãy dùng nó để mà lau mặt, lau tay. Rồi khi mà chiếc khăn nó bị thay đổi như thế nào thì nhìn đó mà suy xét. Mà thưa quý vị, khi mà tỳ kheo Chulapantaka
về chỗ của mình, khi đi kinh hành qua lại, mồ hôi từ thân đổ ra và bụi bặm bám đầy, dùng chiếc khăn để lau thì thấy nó bẩn. Mới suy xét cái thân này là ô uế. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã xuất hiện bằng cái thần lực của Ngài nói rằng nó bẩn là do bụi, bụi bên ngoài. Cái bụi bên trong mới, cái tâm là bị bẩn do bụi bên trong mới là. Vì tỳ kheo cần phải tẩy tẩy sạch, tức là bụi tham, bụi sân, bụi si. Tỳ kheo chua lấp ba chắc cá nắm được ý nghĩa này, làm cái đề mục triển khai thiền quán và chứng A-la-hán. Ở tới thú vị, rồi lại một cái câu chuyện nữa. Vị tỳ kheo khi vừa hành thiền và bị những cái tư duy bất thiện, dục tư duy, sân tư duy khởi lên, các vị tỳ kheo đó đang trong lúc ngủ tại chùa với Đức Phật vào nửa đêm, Ngài với tâm tư của mình biết được tâm tư các vị tỳ kheo đang bị tham sân si chi phối, sống với lạc tư duy. Đức Phật Ngài đã cho gọi các vị tập hợp lại dẫn đường, và Ngài đã thuyết pháp. Và các vị tỏ ngộ chứng A-la-hán quả. Chúng ta nghe thì dễ quá, nhưng mà chúng tôi thực hành chắc có lẽ hơi khó không nhỉ. Thời đó có Đức Thế Tôn ở trước mặt hiện tiền, nên Ngài đã đưa cho những cái thang thuốc dược trị. Thì những chúng sinh mà họ dùng cái thang thuốc pháp bảo đó để họ chứng đạo quả, vì Đức Phật đã biết rõ cái tâm tánh của vị nào như thế nào như thế nào. Nhưng mà trong thời hiện tại thì chúng ta quá xa với thời của Đức Phật, biết tham si là nguy hiểm, nhưng mà mình lại không có khả năng để mà đoạn trừ cái gốc tham, gốc sân, gốc si. Chúng tôi cũng đừng quá tuyệt vọng ở chỗ đó. Chúng ta phải tẩy trừ tham sân si dần dần. Như trong Pháp Quốc Kinh có câu chuyện về cái người Bà La Môn phát tâm hộ độ cho các vị tỳ kheo, dần dần bữa từng chút, khi mà vị đó Bà La Môn đi đến bạch với Đức Phật cái phần việc làm của mình, vì Bà La Môn này ra ngoài cửa thành thấy các vị tỳ kheo từ ở trong
ở bên ngoài chuẩn bị đi vào thành, các vị đã đứng mặc y. Thì cỏ một cao và sương ở trên ngọn cỏ nó làm cho ướt y phục của các vị đó. Cho nên Bà La Môn nghĩ cách giúp cho các vị kêu là phát quang cái đám cỏ đó, làm cho trống trải. Qua vài ngày sau thì thấy các vị tỳ kheo đứng trên cái mạc, cái khoảnh đất mà mặc dù không có cỏ làm cho ướt, nhưng mà chỗ đó nó bị bùn đất dơ bẩn. Ông Bà La Môn này mới dùng sỏi cát để mà rải lên trên thành một khoảng, để cho các vị tỳ kheo khi mà đứng trước cửa thành lâm y lại đó, mà đi vào thành khất thực thì đứng ở trên đất cát đó mà không có bị dơ bẩn y phục. Chúng ta cứ làm như thế, rồi sau đó chúng ta vào chùa để xin quy y, rồi giữ năm giới tuần tự, thì khi mà được nghe ông Bà La Môn thuật lại đó, thì Đức Phật ngài khen, ngài khen ngợi và ngài nói rằng: người trí tham sân si dần dần thu các thu căn, như người thợ bạc mà họ lọc vàng vậy đó, lọc những cái tạp chất ở trong cái thổi vàng, họ phải lọc từ từ để ra hết cái tạp chất để có được cái thổi vàng tinh anh và làm những cái đồ trang sức quý giá. Chúng ta tu tập quý vị, mặc dù tham sân si đó phiền não nó ngấm ngầm từ trong đời quá khứ cho đến bây giờ nhiều quá, cho nên bây giờ mình không thể một sớm một chiều mà tẩy rửa được, mình phải từ từ. Thì đó là cái ý nghĩa bài kinh hôm nay đó. Và chúng tôi xin được trình bày ngắn gọn cho các Phật tử chúng ta nghe về cái bài kinh này. Vì trong thời gian này cái lớp Phật Pháp sẽ mở rung vào lúc 8 giờ, nên chúng ta không thể chậm trễ được. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rung, rồi sau đó chúng ta sẽ vào rung lớp Phật Pháp. Nam Mô Bổn Thầy Nhã. Bhagavato sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha nu bhavana sada sati pavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa dhamma nu bhavana sada sati pavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa sangha nu bhavana sada sati pavantu te. Tất cả các bạn con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo Pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai.